Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 2 triệu tốc cần có ký hiệu là BRM đó bạn. Thì chương trình để góp này nó chỉ random cho 1.000 winner may mắn thôi bạn. Thì một winner sẽ nhận được 20 đô bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình. Nhiệm vụ đầu tiên follow Twitter nè bạn. Rồi giờ đây follow. Thì dán random này thì hên xui các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha bạn. Các bạn bỏ có 2-3 phút gì bạn làm. Rồi bạn bấm vào continue. Rồi tiếp tục vào đây request nè. Rồi các bạn like nè các bạn. Thích nè. Người ta quýt lên nè. Rồi các bạn quét up lên nè. Các bạn bấm vào continue. Rồi sau đó các bạn join vào kênh Telegram channel Chiller đó nè. Sai. Rồi các bạn join vào các bạn. En nữa rồi ta. Rồi kênh. Rồi các bạn join vào ai gấp nữa các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh Chiller nữa các bạn. Rồi xin kênh Chiller nữa các bạn, join vào luôn các bạn. Rồi sau đó thì các bạn nhấp vào ba ảnh cùng nè các bạn. Các bạn vào setting nè. Copy username mình nha các bạn. A cộng anh 5 số 2. Các bạn dán vào đây. Rồi bấm continue nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào upload consumer nữa nè. Rồi trên consumer thì các bạn login vào nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào tôi cũng phải là người máy nè các bạn. Ghi lòng sao anh hình ảnh xe hơi. Rồi các bạn xác minh thôi nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào food now verify nè. Bạn yêu quá. Rồi sau đó thì các bạn bắt up lên luôn các bạn. Rồi đem login lên các bạn. Lock lại đây. Rồi sau khi bạn upload consumer rồi xong bấm continue nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn nhập vào địa chỉ bên bi sản phẩm B20 trên YouTube Collect của các bạn nha các bạn. Cầu này thì có mấy cái nhiệm vụ nên làm luôn. Chứ tỷ lệ cơ hội thắng thì khá là thấp nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue nè. Rồi sau đó thì các bạn chỉ việc nhấp vào đây nè. Mình lấy liên ghép chia sẻ cho ông bà và người thân để kiếm thêm cơ hội phần thắng nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.